YouTuber Đức Phúc Trần Channel nghĩa là chào đến toàn thể quý vị các bạn. Rất vui gặp lại quý vị các bạn một ngày mới và đến với video mới đến của Đức Phúc Trần Channel. Kính thưa quý vị các bạn, với video này thì Đức Phúc Trần Channel xin được giới thiệu đôi nét về cái phương tiện cũng như cung đường từ ở sân bay Phù Cát, Quy Nhơn, Bình Định về lại trung tâm của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thưa quý vị các bạn, nếu như chúng ta đi với những cái đoàn đông thì có xe đón rước vân vân thì nó quá tiện rồi. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta đi cái phương tiện vận chuyển bằng xe taxi thì không cần phải bàn cãi tới. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đi một mình hoặc hai người vân vân và muốn trải nghiệm thử thì cũng có một loại hình dịch vụ mà Đức Phúc Trần Channel đang được đi đây, đó là tức là đi bằng taxi, đi bằng xe bus. Thưa quý vị các bạn, thì ngay chỗ sân bay Phù Cát thì có một chuyến xe bus như trên màn hình quý vị các bạn đang thấy đây. Đây là chuyến xe bus rất là tiện về máy lạnh, về ghế ngồi cũng rất là thoải mái và có cả wifi, đưa du khách từ ở sân bay Phù Cát về lại trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với giá khoảng 50.000 đồng nên rất là thoải mái, thuận tiện. Tuy nhiên thì chúng ta đi hơi mất thời gian hơn so với chúng ta đi taxi hoặc là đi những cái xe nhà chúng ta hay là xe thuê vận chuyển khác, bởi vì cái xe này thì họ đi theo cái cung đường để bỏ khách nên nó tốn khoảng 45 phút đến 50 phút thì mới về tới. Đây là chuyến xe đi từ ở sân bay Phù Cát, Quy Nhơn về lại trung tâm ngay chỗ khu vực của số 1 Nguyễn Tất Thành, ngay góc của số 1 Nguyễn Thành góc với lại Mai Xuân Thưởng. Và nếu như vậy các bạn khởi hành thì chúng ta cũng có thể bận đi đó, khi mà từ trung tâm chúng ta muốn đi về lại sân bay thì chúng ta sẽ có mặt ở ngay chỗ góc của Nguyễn Tất Thành với lại Mai Xuân Thưởng này trước giờ bay là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Đây chúng ta nhìn lại giá vé cũng như cái vé mà đi xe này đó là 50.000 đồng. Thì trước giờ bay là chúng ta có 2 tiếng rưỡi đồng hồ là xe bus này sẽ khởi hành. Quý vị và các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0899565677 để chúng ta có thể liên hệ bút vé và hỏi về giờ bay. 0899565677 đó là cái giá tổng đài, số tổng đài của khu vực ở xe bus đưa du khách từ trung tâm Phú Nhân về lại sân bay Phú Cát. Đức Phúc Trần Channel đang gửi đến quý vị về cái cung đường từ ở sân bay Phù Cát ngay khu vực của thôn Bình Đức, xã Cát Tân, Bình Định. Và hiện nay thì đoạn đường này đang được mở rộng ra rất là khang trang để đưa du khách ra bên ngoài với nối tiếp với đường quốc lộ 1A cũng như là quốc lộ 19B để về là trung tâm. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi quốc lộ 19B ra khu đường biển đồ đẹp mà chúng ta sẽ đi về lại ở khu vực của các huyện để vì ở đây là xe bus cho nên họ sẽ trả khách dọc đường. Đây chúng ta thấy là hai bên đường họ đang mở rộng mà giải tỏa để trở thành một con đường rất là khang trang và hy vọng chắc là khoảng hết năm 2020 này bước qua năm 2021 thì đường xá đây sẽ khang trang hơn và chúng ta ra sân bay sẽ được thuận tiện hơn. Thì hôm nay rất là vui là có dịp trở lại với khu vực của Bình Định, Quy Nhơn và đến với sân bay Phù Cát thì có một cái loại hình xe bus này để đưa du khách từ sân bay về lại trung tâm. Muốn chia sẻ với quý vị các bạn đôi nét như thế. Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn cùng đồng hành với chuyến xe bus của Đức Phúc Trần Channel. Chúng ta về lại trung tâm theo cái lộ trình của chuyến xe bus này nha. Ra đến ngã ba bên ngoài thì chúng ta sẽ rẽ phải theo đường quốc lộ 1A để về hướng thành phố Quy Nhơn. Và hiện tại thì sẽ đi theo cung đường là quốc lộ 1A. Chúng ta đi đến khu vực này là đường Lê Duẩn, phường Đập Đá của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là cầu Đập Đá. Qua khỏi cầu thì chúng ta đã bước qua đường này, đường Trường Chinh này.
thì qua đây là cầu Tân An, bắc qua một nhánh của con sông Con, và phía sau lưng màn hình đây chảy về phía Biển Đông thì sẽ đi ngang qua tháp Bánh Ít, một trong những tháp Chăm nổi tiếng ở khu vực của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đến với cầu Gành, và đó là cái cầu Bà Di. Đây là khu vực của ngã ba Bà Di. Đây là đến với ngã ba Tuy Phước. Chúng ta đi theo tờ phải với vỉa đề xe buýt, đi tới trái thì chúng ta đi về lại khu vực của cảng Quy Nhơn. Xe buýt họ sẽ đi theo cái hướng để trả khách về dọc những cái đường.
về với đường Hùng Vương rồi. Và đây là con sông Hà Thanh, cũng là một nhánh sông của sông Con từ ở trên thượng nguồn chảy về đầu ở trên khu vực trên này nữa. Thì đó là có một cái hồ nước Phú Hòa, một hồ nước rất là lớn ở khu vực Bình Định. Qua khỏi cái cầu đôi của bắc qua sông Hà Thanh vừa rồi thì đã bước qua tới đường này là đường Trần Hưng Đạo, về thẳng đến với trung tâm của thành phố Quy Nhơn luôn. Trần Hưng Đạo này sẽ đi ngang qua khu vực của tháp Đôi, cũng là một trong những tháp còn khá nguyên vẹn và nổi tiếng ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đến đường giao nhau đường Trần Đạo với Nguyễn Tất Thành này. Góc Nguyễn Tất Thành với Mai Xuân Thưởng. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Alo.